Người đàn ông tên Allison này vừa mới thoát chết trong một vụ bắn bom, anh vẫn luôn ở trên chiếc bè cao su trôi giặt nhiều ngày. Cũng chẳng biết trôi lang thang được bao lâu, Allison cuối cùng cũng nhìn thấy một con đảo. Allison vô cùng kích động, anh phấn khích nhảy lên bờ, rồi lại cẩn thận bò trườn dưới mặt đất vì vẫn còn lo sợ quân địch vẫn đang ở đâu đó quanh đây. Lần đầu tiên đặt chân lên trên đảo, Allison đã may mắn tìm được một hồ nước ngọt. Chính vào lúc anh đang uống ừng ực một cách vui sướng, thì đột nhiên phát hiện mấy chiếc lều gần đó. Allison ngay lập tức đề cao cảnh giác, nhanh chóng rút dao găm ra. Nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận, thì căn bản không phát hiện ra một bóng người nào cả. Nhưng dựa vào những dấu hiệu trước mắt, nó rõ ràng thể hiện rằng có người đang sống ở trên hòn đảo này. Chính vào lúc Allison đang nghi hoặc, lại vô tình nhìn thấy một nhà thờ gần đó. Tiếp đó lại nhìn thấy một tu nữ đang quét dọn bên ngoài sân. Sự xuất hiện đột ngột của Allison ngay lập tức khiến đối phương sợ hãi. Sau một hồi nói chuyện qua lại mới biết, hóa ra tên của nữ tu sĩ là Angela. Cả hòn đảo này chỉ có một mình cô và không hề có thêm bất kỳ ai cả, và tất nhiên là không có cả quân đội Nhật Bản. Allison lúc này mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn không quan tâm đến việc mình đã rất lâu không được ăn gì. Allison bây giờ thật sự rất mệt mỏi, anh nằm xuống dưới sàn nhà sau đó ngủ thiếp đi. Mãi đến khi trời tối, Allison bất ngờ bị đánh thức bởi lời cầu nguyện của Angela. Anh hoảng loạn, vội vàng chạy đến dập tắt ngọn nến, đồng thời nghiêm khắc nói với đối phương. Một khi kẻ địch vẫn đang tồn tại thì cho dù có cách đây mấy chục thước anh, chúng cũng có thể nhìn thấy ánh đèn từ phía biển. Angela nghe vậy cũng xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Lúc này, Allison lại nói, với đối phương bản thân anh là một thành viên của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Trong một lần trinh sát cả con tàu đột nhiên bị đánh bom, và anh là người duy nhất may mắn còn sống trong đội. Còn Angela là vào 4 ngày trước mới theo linh mục đến đảo san hô này. Nhưng nào ngờ khi thuyền của họ vừa mới cập bến, ngay lập tức đã bị các tín đồ khác cướp mất thuyền rồi đi mất. Có lẽ là do những người Nhật Bản từng đột kích qua nơi này nên đám tín đồ đó đã bị dọa cho sợ, mới không quan tâm đến đạo lý gì mà cướp thuyền của họ bỏ đi. Nhưng mà vị linh mục nhiều tuổi lại không thể chấp nhận được cú sốc văn hóa này. Thế nên là vào sáng sớm ngày hôm sau đã qua đời rồi, trước mặt họ chính là phần mộ của vị linh mục. Bây giờ, cũng may là đã có Allison, Angela mới có thể thuận lợi ăn đống hoa quả rừng này. Vào lúc Allison đang chặt tre chuẩn bị làm nan bắt cá, đột nhiên anh nghe thấy tiếng kêu của lợn rừng. Anh đi theo hướng của âm thanh đó, Allison tìm thấy một hang động. Chuyến thăm hỏi đột nhiên của anh, phút chốc dọa cho đám lợn rừng sợ hãi chạy toán loạn. Cứ như vậy anh bỏ lỡ mất một bữa ăn ngon, bổ, miễn phí. Nhưng mà cơ hội rất nhanh đã lại đến lần nữa. Hôm đó, Angela đột nhiên phát hiện, trên mặt biển có một chú rùa đang phơi nắng. Trong ánh mắt Angela thì đó là một cảnh tượng thật đáng yêu và kỳ diệu. Nhưng trong ánh mắt của Allison thì đó chính là một bữa ăn ngon, thịnh soạn. Họ chạy đua với thời gian để tạo ra những công cụ đơn giản nhưng có ích. Sau đó không chờ đợi được nữa mà chạy ra bên ngoài phía biển. Khi hai người ngồi trên chiếc bè nhỏ trèo ra, chú rùa đó vẫn đang nằm nhàn nhã sưởi nắng. Allison dựa vào kinh nghiệm sâu sắc và dày dặn của mình, dễ dàng vòng dây vào đầu của cụ rùa. Chính vào lúc anh đang hoênh hoang hoang, kiêu ngạo về kỹ thuật của mình, nào ngờ ngay giây sau. Sau một hồi tranh đấu kịch liệt, Allison cuối cùng cũng khống chế được con rùa lười biếng. Hai người cũng được như ý nguyện, vui vẻ thưởng thức bữa ăn ngon của mình. Trong thời gian này, bọn họ đã nói rất nhiều về những trải nghiệm đã xảy ra với mình trong quá khứ. Chính vào lúc anh đang tiếc nuối cho một cô gái xinh đẹp như Angela lại cam tâm tình nguyện là một nữ tu sĩ, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng của máy bay. Allison nhanh chóng bổ nhào về phía Angela, đồng thời dùng lá cây cọ đắp lên hai người. Angela bối rối, hoảng hốt còn không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể chạy theo Allison để ẩn nấp đi. Hóa ra quân đội người Nhật Bản đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên hòn đảo. Vì để dự phòng chuyện không hay xảy ra, hai người chỉ có thể trốn vào bên trong hang động. Angela hiền lành, thánh thiện cả đêm không tài nào chợp mắt được. Cô không ngừng cầu nguyện Thượng Đế có thể phù hộ cho họ bình an. Trên thực tế đã xảy ra y như những gì Allison dự đoán từ trước. Sáng sớm ngày hôm sau, quân địch điên cuồng đánh bom xuống hòn đảo cô độc này. Angela hoảng loạn, sợ hãi liên tục run rẩy. Allison vẫn luôn ở bên cạnh để trấn an ủi cảm xúc của cô. Nhưng chuyện càng đáng sợ hơn là khi tiếng máy bay đang từ từ xa dần. Đột nhiên họ nhìn thấy một chiếc tàu Nhật Bản đang tiến ra biển. Đúng vậy, quân đội Nhật Bản đang chậm chậm đổ bộ vào hòn đảo này. Hai người bị mắc kẹt trên một hòn đảo biệt lập ở Thái Bình Dương, phút chốc trở nên bất an. Bởi vì có một toán quân địch đang lần lượt đổ bộ lên hòn đảo đó, tuy rằng họ đang trốn trong hang động không bị phát hiện, nhưng mà có lẽ phải rất lâu sau đó mới có thể được đi ra bên ngoài. Allison bảo nữ tu sĩ Angela hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng Angela lại ngây thơ cho rằng, tôi muốn đi đến chỗ quân đội Nhật Bản đó để đầu hàng. Đầu hàng á? Tệ nhất cũng chỉ là bọn họ sẽ bắt tôi đến một nơi an toàn sau đó, bắt giam lại thôi. Cách suy nghĩ đơn giản và ấu trĩ của Angela khiến Allison phút chốc cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng anh lại không nói ra nguyên nhân cụ thể, chỉ là kịch liệt phản đối cách làm của nữ tu sĩ. Ngay cả khi đối phương mặt đầy hỏi chấm anh cũng không nói gì cả. Sự xuất hiện của quân đội Nhật Bản mang đến cho họ rất nhiều sự bất tiện. Allison chỉ có thể nhân lúc trời tối, lén lút chui ra khỏi hang, đi câu cá ở một bên mặt khác của hòn đảo. Điều khiến người ta lo lắng nhất chính là đám binh lính đi tuần tra quanh đảo. Allison không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể cố gắng giữ hơi thở bình tĩnh, bò trên một tảng đá ngầm để ẩn nấp. Nghiến răng chịu đau, chống chọi với những cơn sóng vỗ.
Allison đã phải dùng cả tính mạng của mình mới kiếm được số cá này, mà Angela lại không thể nào ăn sống được. Mặc dù Allison đã cố gắng hết sức để khuyên nhủ cũng không có tác dụng. Đối phương từ đầu tới cuối vẫn không thể nào ăn được. Không còn cách nào, Allison bất lực chỉ có thể liều mình lần nữa chui ra ngoài. Anh dùng bùn đất chát đầy lên toàn bộ mặt mình, sau đó lén lút lẻn vào bên trong doanh trại quân địch. Đồng thời còn khéo léo tránh được tầm nhìn của quân lính trên đài quan sát. Tại sao anh ấy phải liều cả mạng sống của mình như vậy? Hóa ra chỉ là muốn trộm một chút đồ ăn để mang về cho Angela. Cũng may, quân đội Nhật Bản sau khi cơm no rượu say xong thì luôn tụ tập nhảy múa, ca hát, vừa hay tạo điều kiện cho Allison đột nhập vào để trộm đồ. Nhưng chính vào lúc anh đã đựng đầy thức ăn vào túi chuẩn bị rời đi, thì một binh lính cầm theo ngọn đèn dầu đi vào bên trong. Allison chỉ có thể nhân cơ hội trèo lên trên kệ, mãi đến tận nửa đêm cũng không có cách nào trở về. Angela ở bên này vừa tỉnh dậy không nhịn được mà lo lắng, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc quân địch nghỉ ngơi. Không ngờ lại nhìn thấy một tên lính gác khác quay lại đúng lúc này, Allison không còn cách nào, bất lực chỉ đành tiếp tục trốn vào trong nhà kho. Mãi cho đến khi trời tối, quân địch tập hợp lại, Allison mới có cơ hội thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Nhưng chính vào lúc này, binh lính trên đài quan sát dường như phát hiện ra cái gì đó. Bọn chúng điên cuồng đuổi theo sau, không ngừng nổ súng. Angela nghe thấy tiếng súng vang lên, phút chốc cảm thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác mất mát chưa từng có tràn lên người cô. Chính vào lúc Angela đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, muốn tìm đến chỗ quân đội Nhật Bản nói chuyện thì Allison bằng cách thần kỳ nào đó, vẫn bình an vô sự trở về. Hóa ra thứ mà quân địch vừa bắn chỉ là một con lợn rừng, nhưng điều khiến Allison không thể nào ngờ được là việc anh cả đêm không trở về nhà đã phát sinh ra một chút thay đổi nhỏ. Bắt đầu từ niềm vui bất ngờ thể hiện trên mặt của Angela, rồi dần dần chuyển thành nghiêm túc như đang ra lệnh với anh. Thậm chí còn nói bản thân mình nửa đêm sau khi tỉnh lại vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Allison, đồng thời cô không cho phép anh đi ra ngoài một mình nữa. Những lời này không đầu không cuối khiến Allison cảm thấy khá bối rối, anh cảm nhận được có chút cảm xúc khác lạ. Thế nên, trong lúc Angela đang nghỉ ngơi, Allison đã thức đêm để tăng ca, tự tay làm cho Angela một chiếc lược. Còn rất là lãng mạn quấn vào một chiếc lá gài thêm bông hoa, Angela nhìn thấy nó xong thì vô cùng vui mừng. Nhưng cô lại không hiểu được ý tứ trong hành động của đối phương. Allison hy vọng Angela đừng làm nữ tu sĩ nữa, mà hãy quay về làm một người phụ nữ bình thường. Nhưng khi câu chuyện của họ đang đến đoạn gay cấn, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bom nổ. Họ chui ra thì thấy một đống máy bay chiến đấu đang bay ra khỏi hòn đảo. Mãi cho đến khi trời tối, cuộc chiến này vẫn như cũ tiếp tục được thực hiện, từ đầu đến cuối không hề dừng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, hòn đảo lại trở về vẻ bình yên như trước đó. Lúc này, Allison đã nhìn thấy chiến hạm của quân địch ở đằng xa. Hai con người đáng yêu, dễ thương này giống như những đứa trẻ vậy, lại một lần nữa quay trở về cuộc sống tự do. Đây là lần đầu tiên bọn họ phấn khích như vậy sau 2 tháng bị mắc kẹt trên đảo. Bởi vì trước khi quân địch rời đi, đã để lại tất cả dụng cụ cũng như nhu yếu phẩm cần thiết. Allison cuối cùng cũng có thể làm những hành động tự do, vô tư của mình, thoải mái, thư thái bơi lội trong đại dương xanh. Trong thời gian rảnh rỗi, Allison vẫn luôn muốn nói cho Angela biết tâm sự của mình, nhưng mà mãi vẫn không thể nói thành lời. Mà Angela ngây thơ, thuần khiết căn bản không thể nào nhìn ra được tình ý của đối phương. Mãi đến khi Allison nhắc đến việc không muốn Angela tiếp tục làm nữ tu sĩ nữa, bản thân hứa sẽ chăm sóc cho cô cả đời này. Angela lúc này mới giật mình nhận ra mọi chuyện. Cô ấy biết, người đàn ông tên Allison trước mặt này tuy rằng là một người rất đáng tin cậy, nhưng Angela bảo thủ vẫn cứ là từ chối lời đề nghị của đối phương. Bởi vì bản thân cô đã đem toàn bộ trái tim của mình hoàn toàn trao cho Chúa Giê-xu rồi. Allison bị từ chối, ý thức được sự tưởng bở của mình, anh cảm thấy rất mất mát và thất vọng, quay người rời đi. Ngày hôm sau, Allison bơ phờ, mệt mỏi lang thang bên bờ biển. Anh còn xin lỗi Angela về sự lỗ mãng, bồng bột của mình. Anh cho rằng nếu như làm như vậy thì đối với gia đình hay đồng đội của mình đều không công bằng. Anh sẽ chẳng thể nào chăm sóc được cho cả hai bên. Allison hy vọng Angela có thể quên đi những lời nói ngang ngược, ngông cuồng của mình. Lúc này, Angela lại cảm thấy có chút gì đó thất vọng không thể giải thích được. Cô cúi đầu lặng lẽ rời đi. Vào một buổi tối ngày mưa, lúc mà Angela đang chuẩn bị nấu ăn đột nhiên phát hiện có chai rượu gạo được cất giấu trên kệ. Điều này khiến cho Allison phút chốc như lấy lại được tinh thần. Nhưng khi anh vừa uống vừa nói chuyện, Allison tửu lượng không cao dần dần trở nên say xỉn. Anh nghĩ rằng hai người sẽ bị mắc kẹt trên đảo này mãi mãi. Thậm chí ngay cả khi chiến tranh có kết thúc, cũng chẳng có ai có thể phát hiện ra bọn họ. Vậy thì Angela làm nữ tu sĩ còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Câu nói này đã vô tình chạm đến nỗi đau của Angela. Dưới sự khiêu khích liên tục của Allison, Angela buồn bã, khóc lóc chạy vào bên trong rừng sâu. Tuy rằng Allison đang siêu siêu vẹo vẹo chạy theo đi ra ngoài, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Angela đâu cả. Bất luận anh ấy có cố gắng hét lớn lên như thế nào, Angela vẫn cứ không ngừng chạy thẳng vào trong khu rừng rậm rạp. Mãi đến khi bình minh, Allison mới tìm thấy Angela đang nằm hôn mê bất tỉnh ở một góc. Nhưng lại chính vào lúc này, ở bên phía biển lại xuất hiện những chiếc thuyền của quân địch, bọn họ chỉ đành chạy trốn vào trong hang động một lần nữa. Nhìn Angela cả người ướt sũng, không ngừng run rẩy vì lạnh, Allison vội cởi bỏ áo khoác trên người mình đắp lên người cô. Nhưng hiệu quả cũng chẳng đáng kể là bao, quân địch lúc này đã hoàn toàn đổ bộ lên đảo. Nhưng vì Angela, Allison không thể một lần nữa không màng đến mạng sống lén lút xâm nhập vào doanh trại quân đội của địch.
nhưng mà lần này không hề được thuận lợi như lần trước. Chính vào lúc anh ôm vài chiếc chăn chuẩn bị quay về hạng động, thì đột nhiên có một binh lính Nhật Bản đi vào. Sau khi phát hiện ra Allison, tên lính đó vô cùng tự tin có thể một mình giải quyết được đối phương, mà không cần hỗ trợ, đã bị Allison khống chế. Allison ngay lập tức đâm thẳng dao găm vào ngực tên đó. Sau đó kéo lê thi thể của hắn ném thẳng xuống biển. Sau khi Angela tỉnh lại còn không biết chuyện gì đã xảy ra, hóa ra bản thân cô đã hôn mê 2 ngày nay rồi. Tuy rằng cô đã nhìn thấy quần áo của mình đang trên bên cạnh, nhưng Angela không hề tỏ ra khó chịu hay nổi điên. Thậm chí còn luôn miệng cảm ơn Allison, bởi vì cô tin rằng người đàn ông trước mặt là một người chính trực. Allison cũng không ngừng nói lời xin lỗi Angela về những lời nói không biết suy nghĩ và bồng bột của mình khiến cô hoảng sợ. Angela không thể không nói ra sự thật, cô ấy không phải là do sợ hãi Allison mà chạy đi mà là bởi vì bản thân cô hiểu rõ. Tất cả những gì Allison nói đều là sự thật mà cô không muốn chấp nhận mà thôi, cô vẫn luôn trốn tránh sự thật tàn khốc đó. Lúc này, quân địch đã đốt một đống lửa trên đỉnh núi, đồng thời phái người đi xung quanh hòn đảo tìm kiếm. Allison đoán rằng, bọn chúng chắc chắn đã nhìn thấy thi thể của binh lính mà hôm bữa bị anh giết. Thế là anh nhanh chóng quay về hang động, anh nói với Angela sự khó khăn hiện tại của bọn họ. Bây giờ chỉ còn cách anh chạy ra bên ngoài thu hút sự chú ý của quân địch, thì Angela mới không bị bọn chúng phát hiện ra. Nhưng Angela nghe xong thì một mực từ chối, cô nhất muốn ở bên cạnh Allison. Cô nói hai người họ hoặc là cùng nhau rời đi, hoặc là cùng ở lại hang động này. Những lời nói này của cô khiến Allison rất xúc động. Chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bom pháo nổ, đạn pháo bay mù mịt. Hóa ra đám lửa khói trên đỉnh núi đã thu hút sự chú ý của quân đội Hoa Kỳ. Allison vô cùng kích động, không nhịn được mà nhảy nhót hoan hô. Vì để ngăn chặn quân đội Nhật Bản không tấn công đồng đội của mình, nhân lúc đối phương đang trốn trong hầm trú ẩn, Allison xông vào cơn mưa bom đạn, liều cả mạng sống của mình để xâm nhập vào địa phận quân địch, sau đó tháo đai động cơ của khẩu pháo của quân đội Nhật Bản, lần lượt ném chúng xuống dưới biển, ngay cả khi bị bom đánh cho thương tích đầy mình. Allison vẫn như cũ không hề từ bỏ, anh vô hiệu hóa tất cả các khẩu pháo của quân địch. Cho đến khi các đồng đội của mình bình an đổ bộ lên đảo, Allison mới hoàn toàn thả lỏng nhẹ nhõm. Allison dựa vào sức mạnh của chính mình không chỉ giúp các đồng đội bình an vô sự, đồng thời cũng giúp bản thân và Angela thành công được cứu khỏi hòn đảo. Tất cả các chiến sĩ đều lần lượt đứng dậy bày tỏ sự kính trọng. Và điều quan trọng nhất chính là, sự dũng cảm của Allison đã hoàn toàn chiếm được trái tim của Angela từ tay Chúa Giêsu. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người đừng quên nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!